Lôi đài Mikati kỳ 81, đây là trận công đài đầu tiên giữa tay vợt Trần Vinh và đại thủ Lê Minh Tuấn. Xét 1 không đều. Đây là lần trở lại sau rất lâu vắng bóng trên lôi đài của Lê Minh Tuấn. Trận Trần Vinh thì vừa rồi trong lượt công đài của anh đã thắng 4 trận và đây là trận đấu lượt đấu thứ 5 của anh. Sau khi thắng đại chủ Chu Hải Anh, Cao Trung Nam, Lâm Anh Ti và Phan Văn Thắng. Rất hay. Lần này thấy phong độ của đại chủ Lê Minh Tuấn có vẻ rất là ổn định. Không bố. Sáu một. Rất tốt, giật rất ngọt. Ồ. Kéo sát lại chịu ơi. Kéo sát đó lại. Hai cái đó ở cho nó sát lại. Hai cái tầm bóng nó hay qua chỗ đó. Mèo. 18. Cái đấy đấy. Tám hai. Đấy, Trần Vinh đang từng bước tìm cách để làm quen với nhịp bóng của Lê Minh Tuấn. 8-3. Ba chín. 49. 2. 95, khoảng cách đã được rút ngắn dần dần. 4 là quả giao phải và giật vào mang trái của Lê Minh Tuấn. 15. 11-5. Như vậy set 1 đã kết thúc với phần thắng nghiêng về cho đại chủ Lê Minh Tuấn. Tỷ số tạm thời là 1-0 cho Lê Minh Tuấn. Chúng ta chờ đón set đấu thứ 2.